Xin chào các bạn, trong video này gã Excel hướng dẫn các bạn cách để lấy toàn bộ tên file trong một folder mà không cần sử dụng VBA nhé. Ở đây giả sử mình có một cái folder là Excel Chicken, đây là các file mình cần lấy ạ. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ chọn cái đường dẫn của cái folder mà mình cần lấy tên file nhé. Đấy, các bạn sẽ tích lên cái thanh địa chỉ này, các bạn nhấn chuột phải, các bạn sẽ copy cái đường dẫn đến cái folder này đúng không ạ. Đấy, sau đó các bạn sang cái file Excel, các bạn nhấn chuột phải, đấy, các bạn sẽ paste vào đây. Thì như vậy là gì ạ? Đây là cái folder mà mình cần lấy toàn bộ tên file đúng không ạ? Thì để làm việc này các bạn làm như sau nhá. Các bạn sẽ vào cái thẻ formula, các bạn sẽ chọn cho mình là cái name manager. Sau đó các bạn sẽ chọn cái new để mình đi file name nhá. Đấy, thì ở trong cái phần name này á, các bạn có thể đặt một cái tên bất kỳ, ví dụ mình sẽ đặt tên là diện lấy tên file. Đấy. Trong cái phần refer to các bạn sẽ làm như sau nhá, các bạn sẽ bằng này file. File có chữ S nhá. Đấy, sau đó các bạn mở ngoặc đơn ra và các bạn trỏ đến cái thư mục mà mình copy vừa nãy này. Đấy, chính là ở cái ô C5. Các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại, sau đó các bạn sẽ OK. Thì như vậy mình đã có một cái name là diện lấy tên file đúng không ạ? Các bạn sẽ close lại. Đấy, bây giờ ở đây các bạn chỉ cần gì ạ? Các bạn bằng này. Các bạn sẽ ghi là lấy tên file. Đấy. Thì sau khi mà các bạn gõ chữ LA thôi ấy, thì nó sẽ liệt kê toàn bộ các cái hàm hoặc các cái name mà bắt đầu bằng chữ LA đúng không? Đấy, mình sẽ gõ thêm chữ Y nữa. Đấy, thì khi mà cái lấy tên file này sáng thì các bạn có thể ấn tab luôn nhá. Thì các bạn đỡ phải gõ toàn bộ cái tên đấy nhá. Bây giờ các bạn enter. Đấy, thì khi mà các bạn enter ấy, thì nó sẽ chưa ra cái tên file đâu. Tại vì gì ạ? Ở đây các bạn sẽ tích đúp vào đây. Các bạn phải thêm cái gì ạ? Các bạn phải thêm cái gạch sược này nữa. Để nó hiểu là gì ạ? Đây là một cái folder đúng không? Sau đó các bạn phải thêm cái chữ sao này nữa. Đấy. Thì cái sao này nghĩa là gì ạ? Nó sẽ lấy toàn bộ cái tên file trong cái folder Excel Chicken này. Đấy, các bạn enter. Thì sau khi các bạn enter nó mới hiện ra gì ạ? Toàn bộ cái tên file ở đây. Các bạn sẽ tích đúp vào đây. Mình sẽ thêm cái hàm transpose trước cái lấy tên file này nhá. Đấy, các bạn sẽ gõ là gì ạ? Transpose. Các bạn ấn tab. Đấy, sau đó các bạn enter. Thì như vậy là gì ạ? Đây là danh sách toàn bộ cái tên file của mình. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, trong trường hợp mà các bạn chỉ cần lấy tên file Excel thôi đúng không? Các bạn vào cái folder này thì các bạn sẽ thêm cái gì ạ? Các bạn sẽ thêm cái XLS, tức là mình chỉ lấy cái tên file Excel thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì toàn bộ cái file Excel nó sẽ hiện ra đây. Đấy, hoặc các bạn tích đúp vào đây các bạn sửa nhá, nếu như file Word nhá thì là doc đúng không? Đấy, các bạn enter thì như vậy ở đây có hai file Word đúng không? Đấy, hoặc là gì ạ? File PowerPoint thì là PPT. Đấy, các bạn enter thì ở đây chỉ có một cái file PowerPoint thôi. Đấy. Còn nếu như các bạn để trống nhá, các bạn không điền gì cả, đấy, các bạn chỉ có sao không thì nó sẽ lấy toàn bộ tên file đúng không ạ? Đấy. Ở đây các bạn cũng thể sort nhá. Các bạn có thể thêm cái hàm sort trước cái hàm transpose này thì nó sẽ sắp xếp. Ở đây mình sẽ bấm viết đi. Nó sẽ sắp xếp theo thứ tự alpha b đây này. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Thì đây là cái cách để các bạn có thể lấy toàn bộ tên file mà các bạn không cần sử dụng VBA nhá. Các bạn chú ý cho mình nhá. Ở đây á là mình đang dùng cái phiên bản Excel 365 thôi. Còn nếu như các bạn dùng phiên bản khác nhá. Đây, ví dụ mình sẽ chọn một cái gì ạ? Đây. Mình sẽ ghi là phiên bản khác, ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như Excel 2016 chẳng hạn thế nhá, hoặc là gì ạ? 2013 gì đấy. Thì các phiên bản khác mà các bạn không dùng được như cái Excel 365 này thì các bạn sẽ làm như sau nhá. Đây, ở đây mình sẽ. Đấy, các phiên bản khác thì các bạn làm gì ạ? Nếu như các bạn gõ như thế này này. Các bạn phải thêm cho mình cái hàm index. Đấy, các bạn ấn tab ra. Thì sau cái hàm index này các bạn sẽ ghi là lấy tên file. Thì lấy tên file này giống như cái vừa xong thôi ạ. Chính là cái tên mà mình định nghĩa này, mình define này, các bạn ấn tab nhá. Đấy, sau đó các bạn phẩy cho mình này. Sau đó các bạn sẽ dùng cái hàm row. Đấy, các bạn mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn luôn. Cái hàm row này ấy, nó sẽ trả về cái hàng mà các bạn sẽ nhập cái hàm này đúng không ạ? Mình đang là cái hàng thứ 6 ở đây đúng không? Thì cái hàm row này ấy, nó sẽ trả về là số 6 đúng không? Các bạn phải trừ đi 5. 6 trừ đi 5 sẽ bằng 1, tức là mình sẽ lấy từ cái file đầu tiên đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ đóng ngoặc đơn này lại để xong cái hàm index này. Đấy, các bạn enter, các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ trả ra là cái tên file đầu tiên. Đây là mình sẽ bằng này, mình sẽ dùng cái hàm row ở đây cho các bạn hiểu nhé. Đấy, row nếu như các bạn enter này thì nó sẽ trả về 6, tại vì mình đang làm cái hàm này ở cái hàng thứ 6 đúng không? Đấy, các bạn tích đúp vào đây. Các bạn sẽ trừ đi 5. Thì giống như cái công thức ở trong này nó sẽ trả về 1 đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, bây giờ các bạn sẽ kéo cái này xuống. Đấy, thì tương tự mình sẽ lấy cả file thứ 2, file thứ 3, file thứ 4, thứ 5, thứ 6. Đấy. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái row trừ đi 5 nhá. Các bạn chú ý nhá, mình đang làm ở cái hàng thứ 6 ấy, cho nên mình sẽ lấy cái row trừ đi 5. Ví dụ các bạn làm ở ô này chẳng hạn nhá, thì các bạn phải lấy row trừ đi 2. Các bạn hiểu ý không ạ? Nếu như các bạn đang làm ở hàng thứ 3 thì các bạn phải dùng cái hàm row trừ đi 2. Đấy. Ok, bây giờ các bạn sẽ kéo công thức này xuống. Đấy, các bạn thấy chưa?
thì nó sẽ ra toàn bộ cái tên file cho các bạn này. Các bạn thấy chưa, nó giống như cái tên file ở đây rồi đúng không? Đấy, ở đây cũng là sẽ gì ạ, row trừ đi 5, thì lúc này gì ạ, nó sẽ là lấy file thứ hai, đây là file thứ ba, thứ tư, cứ như vậy nhá. Thì đây là gì ạ, những cái ở đây nó sẽ không có cái file nào nữa đúng không, nó chỉ có tất cả 10 file thôi, cho nên nó không có file 11, 12, 13, 14 thì nó sẽ báo cái lỗi là reference đúng không. Thì ở đây các bạn sẽ thêm một cái hàm if error trước cái hàm index này. Đấy, các bạn sẽ là if error, các bạn ấn tab nhé. Đấy, các bạn xuống dưới này các bạn sẽ gì ạ, các bạn phải, nếu như lỗi các bạn mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép luôn, tức là các bạn sẽ trả về gì ạ, trả về cái ký tự chấm đúng không, các bạn đóng ngoặc đơn lại, các bạn enter. Đấy, bây giờ các bạn sẽ kéo xuống đây, các bạn thấy chưa, nó chỉ có đến cái file thứ 10 thôi. Đấy, các bạn thấy không, rất là hay ạ. Ok, bây giờ giả sử cái Excel chicken này các bạn sẽ thêm một cái file nữa nhé. Đấy các bạn, thì bây giờ mình sẽ nháy chuột phải này, các bạn sẽ new này, ví dụ mình test một cái, ví dụ mình new cái text file đi đúng không. Đấy, ví dụ mình ghi là gái Excel, các bạn enter. Đấy, bây giờ các bạn sang cái file Excel nhé, các bạn chỉ cần giữ phím gì ạ, Ctrl Alt và F9 này. Đấy, các bạn thấy chưa, khi các bạn giữ Ctrl Alt F9 ý, thì nó sẽ cập nhật cái file của mình vào đây. Đây các bạn thấy chưa, cái file gái Excel.txt này, thì lúc này nó có tất cả là gì ạ, 11 file. Đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, thì bất cứ khi nào mà các bạn refresh ấy, thì cái này nó sẽ cập nhật lại. Ok, bây giờ giả sử cái folder Excel Chicken này mình sẽ xóa cái file gái Excel này đi nhá. Đấy, mình sẽ xóa cái file này đi. Bây giờ sang đây nhá. Đấy, một là gì ạ, các bạn chỉ cần tích vào đây, các bạn enter lại thôi cũng được, thì nó cũng mất. Hoặc là các bạn giữ Ctrl Alt và F9 nhá. Đấy, hoặc các bạn chỉ cần tích đúp vào một ô bất kỳ, sau đó các bạn enter ấy, thì các công thức nó sẽ tự động nó cập nhật đúng không ạ. Đấy, các bạn thấy chưa, rất là hay ạ. Và cái lưu ý cuối cùng là gì ạ, cái file này ấy, các bạn muốn nó hoạt động ấy, các bạn phải lưu dưới dạng gì ạ, XLSM, tức là gì ạ, dưới dạng macro nhá. Các bạn nếu mà lưu dưới dạng XLSX thông thường ấy, thì khi các bạn mở lên ấy, thì cái file này nó sẽ không thực hiện được ạ. Đấy, các bạn phải lưu dưới dạng XLSM nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, nó sẽ tự động này, của mình dùng Office 365 thì nó sẽ tự động là lưu dưới dạng XLSM. Đấy, nó là enable macro đấy. Đấy, ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.